Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, công an huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và ba trường hợp trẻ em bị lôi kéo bỏ nhà đi lao động trái phép. Cụ thể ngày 18 tháng 3 Công an huyện Tân Uyên nhận được tin báo từ cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Hố Mít, về việc nhận được thư cầu cứu của em TTV, sinh năm 2010, trú tại bản Thảo, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, bị gia đình ép tảo hôn lấy cậu ruột làm chồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Tân Uyên đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hố Mít chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với công an xã Hố Mít tuyên truyền vận động gia đình cháu V biết hành vi ép con gái đi lấy chồng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật sau khi được tuyên truyền giải thích bố mẹ cháu ttv đã nhận thức được việc ép con tảo hôn là sai đồng thời gia đình đồng ý và ký cam kết từ nay không ép cháu v lấy chồng mà để cháu v tiếp tục đi học khi đến đủ độ tuổi theo luật định mới lập gia đình hiện tại cháu v đã trở lại trường để tiếp tục học Chính quyền địa phương huyện Tân Uyên ngày 21 tháng 3 cũng phối hợp với ngành công an, giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trường trung học cơ sở xã Hố Miết về các nội dung liên quan, trong đó có nạn tảo hôn. Theo quy định của pháp luật, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đều là những hành vi bị nghiêm cấm. Nếu người nào thực hiện thì có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính hoặc nặng hơn có thể bị xử lý theo quy định của bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 20 tháng 3, Công an huyện Tân Uyên tiếp nhận thông tin từ gia đình ba học sinh là VTL, sinh năm 2010, TTPN, sinh năm 2010, VTH, sinh năm 2010, đều là học sinh lớp 8A2, trường trung học cơ sở xã Hối Mít, bảo với gia đình là đi tắm nhưng không về nhà. Công an huyện đã triển khai lực lượng xác minh tìm kiếm. Qua xác minh nhanh, ba học sinh đã lên trên xe quy quy tại bản Phó Luân, xã Bắc Ta để đi làm thuê tại tỉnh Bắc Ninh đến 21h30 cùng ngày, Công an huyện Tân Uyên đã giữ được 3 học sinh tại điểm bán vé nhà xe Quy Quy tại thị trấn Tân Uyên. Qua tuyên truyền, giải thích và vận động các học sinh đã quay trở về trường. Qua tìm hiểu, ba học sinh này có quen một người lạ trên Facebook và người này đã rủ các cháu xuống Bắc Ninh làm thuê. Hiện các em học sinh đã được bàn giao cho gia đình và nhà trường quản lý. Từ tối ngày 20 tháng 3 trên các trang diễn đàn phụ huynh học sinh thành phố Hồ Chí Minh lan truyền hình ảnh chụp tấm áo màu trắng của học sinh lấm tấm máu. Theo mô tả, lý do là học sinh này bị thầy hiệu trưởng đánh chảy máu đầu. Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào sáng ngày 19 tháng 3, đó là tiết học toán của lớp 2 trên 8 trường tiểu học Tân Phú Trung do thầy hiệu trưởng trường đứng lớp. Lý do đánh học sinh theo tường trình của hiệu trưởng với cơ quan chức năng là vì em này nghịch trong lớp không làm bài. Theo tường trình của thầy hiệu trưởng với cơ quan chức năng, khi hiệu trưởng lấy cái song lang, một loại nhạc cụ của nghệ sĩ khi đàn dùng để giữ phách, đánh vào vai học sinh thì em này né nên trúng đầu, gây chảy máu. Trong ngày 19 tháng 3, nhà trường đã đưa học sinh này đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và trần đoán ban đầu là bị thương ngoài da. Ngày 20 và ngày 21 tháng 3, em học sinh vẫn đang nghỉ ở nhà chưa đi học lại. Bà Lê Thị Thuận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Xuyên cho biết, đơn vị vừa có báo cáo kết quả xác minh vụ việc giáo viên đánh học sinh tại trường Tiểu học Ngọc Minh, gửi Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Trước đó ngày 15 tháng 3, trên mạng Facebook đăng tải thông tin học sinh bị thầy giáo đánh tại trường Tiểu học Ngọc Minh, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo trường Tiểu học Ngọc Minh và trực tiếp làm việc để xác minh rõ nội dung. Theo đó, học sinh có hình ảnh đăng tải trên mạng Facebook là Hoàng Minh Quy, lớp 2A, trường tiểu học Ngọc Minh. Sáng 13 tháng 3 trong giờ học môn chính tả, do không viết được bài nên thầy giáo Nguyễn Thế Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A đã dùng que tre nhỏ đánh vào vùng đầu học sinh Hoàng Minh Quy. Lúc đó học sinh Quy chưa có thương tích gì và khi hết buổi học thì Quy về nhà sinh hoạt bình thường. Xác minh, trên lớp 2A, một số học sinh trong lớp khẳng định sáng 13 tháng 3, trong tiết chính tả, thầy giáo Nghĩa có dùng que nhỏ đánh từ 3 đến 4 cái vào đầu học sinh Quy. Ngoài ra, xác minh thông tin từ các học sinh trong trường, vào chiều 13 tháng 3, học sinh Quy có đi xe đạp buông hai tay và bị ngã xe đạp. Tuy nhiên, qua làm việc với em Hoàng Minh Quy, thì em này khẳng định đã bị thầy nợ dùng que tre nhỏ có đường kính 0,5cm, dài 22cm đánh vào đầu còn chuyện bị ngã xe đã xảy ra từ trước Tết Nguyên Đán. Phía gia đình học sinh Quy cho rằng những vết bầm tím trên mặt, trên mắt học sinh Quy là do thầy giáo Nghĩa đánh vào vùng đầu, dẫn đến sưng mắt và mặt. Vì thế gia đình đã đăng tải thông tin này lên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 3. Sau khi vụ việc diễn ra, trường tiểu học Ngọc Minh đã phối hợp cùng gia đình đưa học sinh Hoàng Minh Quy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết luận kiểm tra sức khỏe em Quy không có bất thường, nội sọ trên CT scanner, sọ não, phù nề phần mềm đỉnh trái phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên cho rằng hành vi của ông nguyễn thế nghĩa vi phạm quy định đạo đức nhà giáo và quy định về hành vi ứng xử trang phục của giáo viên nhân viên trong điều lệ trường tiểu học quan điểm của phòng là nếu cá nhân tổ chức có vi phạm thì phải yêu cầu xử lý vi phạm đến đâu thì xử lý đúng theo quy định đến đó không dung túng hay bao che bà lê thị thuận trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên khẳng định phòng giáo dục và đào tạo huyện vị xuyên cũng yêu cầu nhà trường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ giáo viên phụ huynh học sinh tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường học tăng cường giáo dục đạo đức lối sống đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên nhân viên tiếp tục phối hợp với gia đình quan tâm chăm sóc sức khỏe cho học sinh vụ việc được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ Mới đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu trường khẩn trương giải quyết vụ gần 1.400 học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đến trường nhưng không có giáo viên giảng dạy. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường, hiệu trưởng trường thực hiện chuyên môn quản lý nhà trường đúng theo quy định. Trường cần nhanh chóng có giải pháp xử lý, chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt để bảo đảm việc tổ chức hoạt động giáo dục ổn định. Sở đề nghị trường thực hiện các giải pháp duy trì và tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục đúng kế hoạch chương trình, bảo đảm tối đa quyền lợi học tập cho học sinh, giải quyết cho các em chuyển trường theo nhu cầu của phụ huynh. Trường Quốc tế AISVN có trách nhiệm thực hiện báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Phòng Quản lý Cơ sở Giáo dục Ngoài công lập trước 15 giờ hàng ngày. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Trường Quốc tế AISVN phải đạt ưu tiên trong việc bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học của học sinh bị gián đoạn, lãnh đạo sở này cũng đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường có vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận học sinh có nhu cầu chuyển từ trường quốc tế AISVN đến học. Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con học tại trường quốc tế Mỹ gửi đơn cầu cứu gây xôn xao dư luận, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng quản trị trường lên làm việc sở cũng đã cử đoàn cán bộ trực tiếp đến trường để làm việc. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 3, hàng chục phụ huynh trường quốc tế AISVN tập trung tại trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an thành phố Hồ Chí Minh PC03 và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc gần 1.400 học sinh bị nhà trường cho nghỉ học ngày 18 tháng 3 và nhiều vấn đề khác liên quan đến trường. Theo các phụ huynh, ngày 17 tháng 3, hội đồng trường quốc tế AISVN tổ chức họp với phụ huynh học sinh để thông tin về tình hình hoạt động của nhà trường. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng trường cho biết tài chính của trường hiện khó khăn, không ổn định, trường không thể trả lương cho giáo viên và nhân viên trường nhiều tháng nay. Dù trường đã tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn về tài chính hiện nay nhưng không khả thi. Buổi làm việc diễn ra hơn 8 tiếng đồng hồ không tìm được tiếng nói chung giữa nhà trường và phụ huynh. Đến 21 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Út Em gửi email cho toàn thể phụ huynh thông báo về việc tạm cho học sinh nghỉ học trong ngày 18 tháng 3. Sau một ngày cho học sinh nghỉ học và bị phụ huynh kịch liệt phản đối, tối ngày 18 tháng 3, bà Nguyễn Thị Út Em đã gửi email tới toàn thể phụ huynh thông báo việc trường sẽ mở cửa tiếp tục dạy học vào ngày 19 tháng 3. Tuy nhiên, kể từ thời điểm trường mở cửa trở lại, trường không hề có giáo viên đứng lớp, học sinh đi học hay không, đến hay về đều không có bất kỳ sự kiểm soát nào từ nhà trường một số phụ huynh cho biết họ đưa con đến trường nhưng phải ngồi ở căng tin vì không có giáo viên giảng dạy